Thank you.
Đi đâu về? Cháu đi đâu về? Sao người ướt thế này? Cháu đi đâu về? Cháu ơi, cháu bị làm sao đây? Cháu bị làm sao? Cháu bị làm sao? Con đi hò đuổi, đi hò nghiền đuổi. Đi hò nghiền đuổi thế vào, thế bà vào nhà nào. Cháu đi đâu về? Người ướt hết rồi. Cháu tắm đi nhé. Có quần áo mặc chưa? Chưa. Thế bà đi tìm cho con một bộ quần áo, con tắm đi nhé. Bà có một bộ quần áo của cháu. Cháu đi làm rồi. Cháu mặc vừa thì lấy đi tắm nhé. Mặc đi tắm nhé. Ý bà cho con ăn, tóm xong bà cho con ăn. Cháu ăn chưa hết bàn nhé. Nhà bà hết gạo rồi. Cháu ăn từ từ thôi, chứ nhàn cổ đấy. Cái mẹ cháu đâu? Đúng rồi, cháu mất rồi. Cháu ở ông ông nói vừa đó, ông đuổi cháu ra ngoài rồi cơ, cháu đi làm hàng thôi. Cháu đi làm hàng, cháu ở đây với ba nhé. Dạ. Thế con nghỉ đi nhé. Con đi về, con đi tiếp. Bây giờ con đi đâu?
con chào bà nhé, bà nấu cho con ăn một bánh mì đá nhé. Thế dạ cháu đi đâu mà chén rồi? Dạ cháu con mất rồi. Mất rồi, thế bà tặng cho cháu một đôi nhé. Dạ cháu đi chết rồi. Bà cho cháu một tay nơi cái chảo nha. Các bạn ơi, cháu xin ba. Vâng. Cháu về nhé. Cháu ngoan nhé. Vâng. Cháu đi cháu phải biết làm ăn, không có ai nuôi cháu đâu. Đất của bà ở đây, từ đây lên đến cây cối của bà ở đây, cháu rất chặt, muốn làm gì thì làm, cây cũng rẻ quá, bà không lấy đâu. Thấy
bệnh nha cháu nha. Cháu uống thì cháu lấy bà uống, cháu cháu phải lấy đi đây nhà cho bà uống nhé. Bà có việc bà đi về nhé, cháu ở lại cháu sống tốt nhé. Vâng, cháu ở bên ba. Vâng, bà về nhé.